Sáng nay, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, chính phủ đã dành thời gian họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố và 705 huyện, thị xã, thành phố trong cả nước về công tác phòng chống dịch COVID-19, bàn giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thảo luận xây dựng hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình, phạm vi, quy mô, mức độ phù hợp nhất có thể để các địa phương áp dụng. Dự tại điểm cầu Bạc Liêu có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Cao Xuân Thu Dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, vừa qua chúng ta đã thực hiện việc giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội ở 23 tỉnh, thành phố và đạt kết quả nhất định bước đầu. Ban chỉ đạo quốc gia đã thống nhất cần có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lấy ý kiến tới tận cấp huyện, cấp xã. Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế cũng đã nhiều lần lấy ý kiến các cơ quan liên quan, lắng nghe, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau khi thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, có hiện tượng nhiều người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương di chuyển tự phát về quê. Do đó, Thủ tướng kêu gọi người dân nên kiềm chế, không di chuyển tự phát, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thủ tướng yêu cầu người dân ở lại để được tiêm vaccine đầy đủ, tiếp tục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Nếu người dân thực sự có mong muốn về quê, thì các địa phương phối hợp tổ chức đón đưa người dân về, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây bức xúc cho người dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, củng cố phát triển hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, sẵn sàng tăng cường y tế lưu động, đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để dẫn đến quá tải hệ thống y tế và khủng hoảng y tế, hạn chế thấp nhất các ca tử vong, đồng thời quán triệt thực hiện hiệu quả nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức của nhân dân, kết hợp điều trị sức khỏe tâm lý, tinh thần song song với sức khỏe thể chất với bệnh nhân mắc COVID-19, khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng chống dịch để thích ứng an toàn với dịch bệnh, chủ động dự báo, hoàn thiện các kịch bản, phương án phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới. Việc thực hiện mở cửa phải có kế hoạch, chủ động, có lộ trình phù hợp, hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh, không có phương án hoàn hảo, chúng ta chọn phương án tối ưu, đặc biệt không để ách tắc giao thông, ách tắc các chuỗi cung ứng mà chúng ta phải duy trì.